Hoa hậu Hoàn Vũ Mexico không cho phép người chuyển giới dự thi như cú tát vào mặt chủ tịch mới. Cuộc thi Miss Universe Hoa hậu Hoàn Vũ hiện thuộc quyền sở hữu của tỷ phú Anne Jacapong, Zakla Zutatip và Paula Sugat, chủ tịch của Miss Universe Organization, nói: "Chúng tôi rất vui mừng khi được tiếp tục phát triển tổ chức cùng JKN. Cảm ơn IMG đã cung cấp cho chúng tôi nền tảng để hiện thực hóa khát vọng." IMG là công ty mua lại Miss Universe từ tay ông Donald Trump vào năm 2015. Vài năm gần đây, cuộc thi Miss Universe được cho là trên đà đi xuống, tỷ lệ người xem giảm. Đầu tháng 9, New York Post đăng bài về việc ông Ari Emanuel, CEO của tập đoàn Endeavor, chủ sở hữu công ty IMG, chật vật tìm cách bán cuộc thi Miss Universe. Theo nguồn tin, IMG muốn sang nhượng Miss Universe với giá 20 triệu đô. Bà Paula Sugat có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền hình. Năm 1981, bà tốt nghiệp thạc sĩ về sản xuất truyền hình và truyền thông. Cơ duyên của bà với tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ bắt đầu từ năm 1998, khi gia nhập tổ chức với tư cách phó chủ tịch chịu trách nhiệm sản xuất. Năm 2001, bà được Donald Trump, người sở hữu tổ chức Miss Universe lúc đó, bổ nhiệm chức chủ tịch. Ở một diễn biến khác, mới đây theo nguồn tin của An American, giám đốc quốc gia Mexicana Universal, Hoa hậu Hoàn Vũ Mexico, bà Lupita Jones đã tuyên bố rằng sẽ không cho phép các cô gái chuyển giới tham dự cuộc thi của bà. Dù họ có làm nhiều phẫu thuật để trông giống phụ nữ, họ vẫn là phụ nữ chuyển giới. Ai cũng có chỗ đứng của riêng mình, người chuyển giới xứng đáng được công nhận về thái độ, tài năng, phẩm chất và nhiều thứ khác, nhưng những điều kiện ở cuộc thi Mexicana Universal không dành cho họ. Lupita Jones từng đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ 1991 và hiện tại đã điều hành cuộc thi Mexicana Universal được 20 năm. Phát ngôn này của giám đốc Hoa hậu Hoàn Vũ Mexico đã vấp phải nhiều luồng tranh cãi vì cuộc thi mẹ Miss Universe đã chấp nhận người chuyển giới đăng ký từ năm 2013 nếu như mỹ nhân đó chiến thắng trong nước và nàng hậu này phải hoàn thành được việc thay đổi giấy tờ tùy thân sang giới tính nữ. Đồng thời, fan sắc đẹp trên toàn cầu cho rằng đây là nước đi quá sai lầm đối với Miss Mexico vì chủ tịch mới của Miss Universe, bà Anne Jacra Zutatip, là người chuyển giới. Cộng thêm trước đó, vị chủ tịch này đã từng rêu rao chiến thắng của Mexico vào năm 2020 là không công bằng, khiến cựu hoa hậu Andrea Meza phải đáp trả. Angela Pons cũng là thí sinh chuyển giới đầu tiên của Miss Universe vào năm 2018. Cô đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Tây Ban Nha và trở thành đối thủ của Hohenier tại đấu trường ngang sắc uy tín này. Việc để người chuyển giới tham gia tranh tài cùng các mỹ nhân khác là cách để giúp cho thông điệp bình đẳng được lan tỏa, đồng thời nâng cao việc hội nhập giữa phái nữ với nhau. Ngoài ra, Miss Universe còn chấp nhận thí sinh đã có gia đình hoặc có con đăng ký dự thi. Tại Việt Nam, cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam từng có thí sinh chuyển giới Đỗ Nhật Hà dự thi, nhưng không thể tiến sâu vì chưa đủ pháp lý về mặt giấy tờ. Miss Universe chuẩn bị bước sang mùa thi thứ 71. Năm nay, cuộc thi hoãn tổ chức và được chuyển sang quý đầu tiên của năm 2023. Hoa hậu hiện tại là người đẹp Ấn Độ, Harna Sanu. Miss Universe lần thứ 71 sẽ diễn ra tại thành phố New Orleans, bang Louisiana, Mỹ. Chung kết được tổ chức vào ngày 14 tháng 1 năm 2023. Mới đây, tổ chức Miss Universe, Hoa hậu Hoàn Vũ cùng đương kim Hoa hậu Hoàn Vũ 2021, Hana Sanhu, đã có cuộc phỏng vấn chia sẻ về một số vấn đề xoay quanh cuộc thi. Trong đó, bà Paula Sugat, chủ tịch cuộc thi, nhắc về câu chuyện của Hohenier như một điểm nhấn đặc biệt trong việc truyền cảm hứng đến phụ nữ. Bà nói, một thí sinh đến từ Việt Nam cách đây vài năm, cô ấy lớn lên trong một ngôi làng truyền thống. Khi lên 13-14 tuổi, cô ấy bị bắt ép lấy chồng, nhưng cô ấy đã chống lại và chọn con đường học vấn. Cô ấy đã tham gia các cuộc thi nhan sắc để học tập và phát triển bản thân. Cuối cùng, cô ấy đã trở thành Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Với số tiền có được, cô ấy đã xây dựng thư viện cho làng của cô ấy và dạy cho các bé gái nhiều bài học ý nghĩa.